những năm 1800 mấy đó quý vị, nhìn tấm những tấm hình nè, người ta đi ngoài đường người ta cũng đeo khẩu trang y chang như bây giờ của mình, thấy không? Tất cả đều đeo khẩu trang hết, mặc áo cũng mặc áo kính. Đang làm gì vậy? Chè bánh lọt. Trời ơi. Bữa nay có lộc ăn, nay được tài trợ đồ ăn nhiều quá. Cái này là của bên chị Thư nè. Đó. Bánh lọt bên chị là ngon hết sảy luôn. Rồi bên gia đình Nguyễn Family cho một dozen Ờ, 12 cái hả? donut. Gia đình ăn hết hai cái rồi. Ờ, wow. Rồi còn món nữa. Một món rất là đặc biệt. Món gì? Moba ice Trời ơi. cream. Cái món này nghe nói là ngon lắm á, mà hôm nay mới được gia đình của anh chị Jackie với Andy mới cho nè. Ăn thử. Để kêu Hiếu với gia đình này luôn. À, quên cái phòng coi phim đi. Cái phòng coi phim của buổi tối Lộc với Loan Nhàn ngồi coi đi. Cái ghế này thì mình nó bằng da, mình gặt này nè. Đó, nó đưa ra để mình nằm mình coi phim đó. À, tối hưởng hưởng thụ chút xíu mùa dịch. Ice cream boba. Trời ơi, cái này mình đi kiếm biết bao lâu rồi không mua được á. Cứ mỗi lần ra là người ta giành hết à. Bữa nay có người thích tặng mình đó. Hôm nay mình có lộc ăn quá. Em có lộc Thử ăn không? nha. Thử ngon không nha. Ăn chống ốm nha, ăn chống Chống ốm. ốm nha. Được ba nơi tặng đồ ăn mà với một cái nhắn gửi là để cho chúng ta cùng mập. Đây, đưa cho Hiếu trước nè. Ok, Gia Brown Linh sugar, nè. Một brown boba ice sugar. cream bar. Cái này của Ra Nhật đi phải không? nè. Cái này Hay là của Nhật. của Korea hay là của Korea Nhật? hả? Của Đài Loan, Taiwan. Hay quá, Hay mình quá. đoán hai cái sai hết vậy đó. Của Taiwan. Ôi lên Oh yeah. Để cái mở cho anh nha. Ủa, đúng 4 cây vậy đó hả? Ừ, hộp Hộp 4 4 cây, cây. còn hộp nữa, lát đưa cho ngoại ăn. Ok, để mình rảnh tay mình rồi. Ok nha, mở ra nha, 1, 2, 3 mới được ăn, lựa không được ăn chứ. Nha. Chờ chút, mình là người sau cùng, mình là người sau cùng, đừng gấp, đừng gấp. Ok. Thơm quá Linh ơi. It's a brown sugar, it's a brown sugar. Ok. Cho Smell 10 ấm coffee like ha. coffee. It's like coffee. Nha hả? Ê, sao chưa được ăn, ông nó, ăn trước vậy? Nó bị bể, phải ăn. Xé xuống hết, lột nó ra. Để lên đợi lâu quá hả? Ba mập. Đấy, bà không có mập nha, bữa này bữa ba mập với ba ăn mập. Rồi, Ok, một, hai, hai, ba. ba, cheese. Mời quý vị. Cái cây này không được đẹp lắm nhưng mà nó cái hương vị nó ngon. Ok. Nó dẻo dẻo. Chấm không? Nó có đường ở cải không? Giống giống như là caramel có mà. cha lô lên, giống như cho có cha lô á. Nó có boba này Linh. Giống được là không? cái cháo lộn. Ở nhà có bô ba cái chồng mọc Linh mang thứ con Là Linh. số cô quanh này Linh Linh nhớ cái tay vậy. À, con không ăn à? Bô ba. Nó không bị cứng mà dẻo dẻo. Ngon á. Là cháo lộn. Ngon hai cái. Thường cái bột nó vô lạnh vậy là nó bị cứng mà này nó không bị cứng. Chấm mì Linh. Thì sao nó giống như caramel, giống chocolate. Là đường nâu á. Đường nâu. Ngon quá. Chú không chạy lên nữa. Con lấy đưa cho bà ngoại nha. I see bubble.
That's a boba. Boba đó con. That's a boba. Ừ. Buổi tối á, Hiếu thì ngồi bên ghế bên kia, Loan, Lộc với lại Gia Linh ngồi ghế này, dở chân lên. À. Nằm thẳng ra coi phim. Đẩy xuống lên, đẩy xuống. Rồi đó, nó là đẩy xuống nè. Đó. Lay down xuống luôn đó. Nằm coi phim sướng. Giống như ghế bác sĩ không? Để cái này mình chích được nè. Nó lên nè. Cái này cái gì? Tôi sĩ làm răng nè, hãy miệng ra nhổ răng bớt coi. Ăn nhiều quá nè. Có ăn kẹo nhiều không? Hả? Cô bỏ mưa mỏng. Mày ăn kẹo. Nó đéo ăn kẹo. Ừ. Nó dẻo dẻo. Mình tưởng là ice cream thì phải cứng nha. Cắn vô nó dẻo lắm. Thương quá. Ăn một cây này phải đi bộ bao nhiêu cây số? Ăn thích bố ba. Dạ. Lấy sách trên thang. Sao nãy giờ bà không có bố ba gì vậy? Bà ăn cái của Linh coi. Có bố ba không? You're almost done. You have to eat bố ba. Có bộ ba nằm ở dưới, nằm hết cây kem mà hết cây kem luôn. Ba 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 ba, này là ở chợ Nhật với là chợ Korea có bán không? Bố ba, chợ Nhật có không đâu? Ba ba, ba ba hả? Ở vòng vòng đây á thì là chợ Smart á, nó có hoài à, mà mình chạy giật không kịp người ta, lần nào tới là cũng hết à? Cũng hết rồi. Ba ba, ba ba. Nghe đồn dùng cái vụ này, nghe đồn cái cây kem này lâu lắm rồi, hôm nay mới được được ăn á. Kem này nó đắt như toilet paper. Toilet paper. Ok. Hey, ghê quá. Hey. Mẹ ghê đó, mẹ nói thuê với tao. Có ai không ăn nữa không? Sao im lặng? Tôi hỏi con câu à, mà ai cũng nhìn tôi im lặng á. Ăn thì nổi nữa, ăn cay hơn nữa. Mà không mà ngon quá. Bữa nào á sẽ hướng dẫn cho quý vị nấu những cái món mà đặc biệt của Hiếu. Hiếu là nấu những món rất là ngon. Nấu mới về... làm đồ cho ba mẹ. Làm đồ cho ba mẹ. Làm cho ba mẹ, ba mẹ không có trả tiền hả? Sao ba mẹ con bán đứng ba mẹ gì con? Hiếu làm gì nói coi. Nói coi, Hiếu làm. Mask nè, a million mask. Cái mặt nạ a million mask luôn hả? Mà không bè. Never pay ha? Yes. We pay by heart. You know that? No. No one pays by heart. Vậy chứ ba làm đồ ăn cho con. So you get your heart out and then you pay it to them? No. That's by feeling. Ba, by feeling. Ba mẹ làm đồ ăn cho con. Ba. Nói I'm a kid, I don't have money. You have money? No. On your pocket? No. Where? A hat pocket. Good, you know that? No. Delicy. Delicy, yeah. Đó. Delicy, you have money. Delicy is not my money. Không phải tiền con chứ tiền ai? Tiền của ai? Tiền của con chứ của ai? Ừ. Nó phải hết money. Gió money. Thôi ngoại ăn ngoại vô ngoại. Ngoại ăn thử kem này không? Bà ngoại đây rồi. Tụi con mới thử coi nó ra làm sao, thấy ngon. Nè. Chăm lại mời ông ngoại đi. Nhờ ông ngoại đi, ngoại chưa ăn mày bỏ vô tủ đá rồi. Để vô trong đây nha ba, lát ba mẹ ăn thử. Bye con. Chơi game hoài. Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay là ngày 11 tháng 4, thứ bảy, cuối tuần rồi ha. Thứ bảy cuối tuần rồi, tuần lễ của Easter. Lộc với Loan xin gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người ha. Hồi nãy quý vị thấy ăn kem boba đường nâu. Bố ba đường nâu. Ngon lắm. Quý vị nếu mà ở Mỹ mình vô chợ Smart đó, mình mua đó, thì sẽ có, mà chắc phải đi sớm
có thời gian lần với lại anh Hiếu là cũng canh đi mua mà canh hoài không được. Hôm nay hên quá, được có người tặng cho ăn. Có lọc ăn ha, cuối tuần có lọc ăn. Mà có ba món luôn nữa, trời wow. ơi. Ngày nào cũng vậy chắc mập chết luôn. Đúng, còn là món ốm không à. À, bánh lọt, à, bánh bánh lọt đúng không? À, bánh chè lọt. Bánh lọt. Chè bánh lọt, nước dừa, à, kem boba với cái món donut. Donut. Cái donut mà của cái tiệm này á, là mỗi lần muốn đi mua là cũng phải get like dữ lắm luôn á quý vị. Mà này là của hai vợ chồng mà năm đứa con gửi tặng, cung cấp thực phẩm. Bữa giờ Hồng Loan không mới đi đâu ra, bữa nào chắc phải cung cấp lại chứ mình thiếu nợ người ta nhiều quá rồi. Dạ, hiện tại bây giờ á, là 3 giờ 20 phút ngày thứ Bảy, 11 tháng 4. Hồng Loan xin thông báo tình hình dịch bệnh của nước Mỹ là 529.357 ca bệnh. Số người chết là 20.467 người và số người được chữa khỏi là 29.442. Như vậy là số ca bệnh từ hôm qua đến giờ là tăng lên 28.000 ca. Và số lượng người chết là khoảng 1.800 người ra đi trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Và số lượng người được chữa bệnh khỏi là được khoảng 2.200 người. Mình cứ mong mỗi ngày cái số người được chữa bệnh khỏi nó tăng lên thì cái tín hiệu đó mừng cho mình. Thôi còn ráng dài hôm nữa, hy vọng là chỉ vài ngày nữa thì mọi việc nó sẽ bắt đầu nó ổn và cái con số mà người chết nó sẽ đi giảm xuống ha quý vị ha. À, Lộc có nhận được một cái tin nhắn của một người bạn gửi, họ nói họ mới vừa giống như sưu tầm được á, là cứ mỗi 100 năm thì nó có một cái đại dịch xảy ra. Mình không biết nó đúng hay là sai nhưng mà mình coi thì mình thấy nó cũng hình như chắc có quá, cũng tại hay. Vì cũng hay đó. Chẳng hạn như năm 1720 thì có một cái đại dịch, năm 1820 cũng có một đại dịch, 1920 có một đại dịch là đại dịch Spanish flu á, là cúm Spanish á, cúm Tây Ban Nha hả? Rồi năm 2020 thì coronavirus, thì mình thấy những cái dấu hiệu của những năm mà cách nhau 100 năm á, nó cũng có những cái sự giống như là huyền bí ha, mình cũng không biết được. Thì những năm 1800 mấy đó, quý vị nhìn trong những tấm hình nè, người ta đi ngoài đường người ta cũng đeo khẩu trang y chang như bây giờ của mình, thấy không? Đó. Rồi những cái người mà đứng chụp hình á, tất cả đều đeo khẩu trang hết, mặc áo cũng mặc áo kính. Rồi đây là một cái bản mà bản public note á, là nó nói là mọi người á, không có để ngăn ngừa sự lây lan của cúm Tây Ban Nha. Tất cả các trường học công cộng và tư nhân, nhà thờ, sân khấu, phòng tranh ảnh, phòng bơi và các nơi giải trí khác và các cuộc họp thì sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Nó cũng giống y như bây giờ ha, giống y chang hiện trạng bây giờ. Tất cả các tụ họp công cộng bao gồm 10 người hoặc nhiều hơn đều bị cấm. Wow, mà có người ông thị trưởng này ông ký tên là ngày 19 tháng 10 năm 1918. Oh my god. Cũng giống y chang như hiện bây giờ thì nó giống như là một cái mẫu để mà cho những người bây giờ họ coi lại ngày xưa để họ theo dõi và biết cái cách để mà tránh lây lan á quý vị. Mà phải mà biết trước ha, cứ biết trước mà người ta nghiên cứu đưa ra trước thì mình biết trước đi, mình ngăn ngừa cũng đỡ đó. Thì đó, những cái bức hình này mình coi cũng nổi da gà hả Quy ha. Ví dụ như mấy cái này mà hồi đó mà trước đây mình mà đọc mình coi mình nghĩ nó giống như là trong phim hoặc là những cái chuyện đâu mà xa xưa rồi, xa xưa. Bây giờ làm gì có chuyện này xảy ra. Nhiều khi suy nghĩ mình không tưởng tượng được là tại sao mình ở trong một cái hoàn cảnh như vậy. Trời ơi, bây giờ là nói ủa trời ơi, sao cuộc đời của mình nó xuống dốc vậy ta. Bây giờ mà muốn đi chơi là chỉ có đi vô chợ, đi chơi, đi dạo trong chợ thôi chứ không có đi đâu khác. Có nhiều lúc Lộc chứ Lan nói sao mình sống ở cái thời đại này sao mình cảm thấy mình thích dễ sợ. Hồi xưa ông bà mình đâu có internet để mà mình chơi, đâu có phone để mà mình gọi điện thoại nhau, đâu có tivi để mình có phim.
tại vì mình nói mình hạnh phúc quá, mình cảm thấy ồ mình sống cái đời sống nó quá tân tiến rồi. Cái thời đại này coi như là nó đầy đủ, nó đầy đủ quá rồi, mình không có nghĩ là mình thiếu thốn bất cứ gì hết. Rồi, chỉ thiếu dịch thôi, và bây giờ chúng ta cũng đã trải qua cái cơn dịch này, đang trong cái tình hình của cơn dịch này, đúng là cái gì cũng có hết trơn hiểm. Bây giờ nè, chúng ta đã có được tất cả mọi thứ luôn. Và chúng ta cũng nếm trải cái dịch mà chưa bao giờ mình nghĩ nó có thể xảy ra trong cuộc đời của mình ha. Nhân tiện ngày hôm nay thì Hồng Loan cũng muốn nói đến chi tiết về cái vấn đề mà sở IRS sẽ gửi check hoặc là chuyển tiền cho tất cả chúng ta. Thì cái thông tin này là Hồng Loan lấy được trên Facebook của anh MC Thanh Tùng đó, và anh ấy đã dịch ra từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt cho tất cả chúng ta cùng tham khảo. Thì Hồng Loan cảm ơn anh Thanh Tùng rất là nhiều, xin phép cho Hồng Loan được gửi đến hết tất cả của quý khán giả của Bảo Quốc Hồng Loan Channel nha. Hồng Loan đọc cho quý vị nghe ha. Đợt đầu tiên của số tiền 1.200 cứu trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang sẽ được gửi ra vào thứ hai tuần tới, 13 tây tháng 4 năm 2020. Những ai đã khai thuế năm 2018 hoặc năm 2019 và có direct deposit sẽ nhìn thấy tiền chạy thẳng vô tài khoản ngân hàng của mình. Có khoảng 60 triệu người trong nhóm đầu tiên được nhận tiền trực tiếp cứu trợ khẩn cấp từ chính phủ liên bang này. Đợt thứ nhì vào ngày thứ hai, 20 tây tháng 4, dành cho những người đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội, có direct deposit và khai thuế liên bang năm 2018 hoặc 2019. Đợt thứ 3 vào thứ 6, ngày 24 tháng 4, dành cho những ai hưởng an sinh xã hội, có direct deposit và không khai thuế. Đợt thứ 4 sẽ nhằm vào ngày thứ 2, 4 tây tháng 5, chi phiếu sẽ được gửi ra và gửi đi theo đường bưu điện dành cho tất cả những người không có direct deposit theo thứ tự ưu tiên cho thu nhập thấp nhất. Sau đó mỗi tuần, Sở Thuế Liên bang ký ra khoảng 5 triệu chi phiếu cho những ai có thu nhập cao hơn. Có thể mất khoảng 20 tuần mới ký xong tất cả chi phiếu, do đó một số người có thể phải đợi cho đến tháng 8 mới nhận được tiền. Sở Thuế Liên bang sẽ mở ra trang web mới vào cuối tuần tới để mọi người có thể truy cập và cập nhật thông tin Direct Deposit cho chính mình để nhận được tiền nhanh hơn. Hồng Loan cũng sẽ lấy cái link mà của anh MC Thanh Tùng và sẽ gửi đến tất cả quý vị ở dưới đây ha. Quý vị có cần biết chi tiết thì quý vị hãy vào đây. Dạ, và bây giờ cái này là của cái tiền mà bảo trợ của chính phủ gửi cho những người với cái mức thu nhập như Hồng Loan đã chia sẻ là coi như là dưới 99.000 cho một người á, thì chúng ta sẽ nhận cái số tiền tùy theo thu nhập. Hồng Loan cũng sẽ update cái bảng đó lên là thu nhập bao nhiêu sẽ nhận được bao nhiêu ở đây. Quý vị sẽ nhìn thấy và quý vị sẽ biết là số tiền mình nhận được. Và ngoài ra thì những cái người mà thu nhập cao hơn á, thì sẽ nhận tiền trễ hơn đó, cho nên chúng ta hãy cố gắng chờ đợi ha quý vị. Còn những người thu nhập thấp thì họ không có cái tiền tích lũy nhiều thì chính phủ ưu tiên sẽ gửi cho thu nhập thấp trước. Và bây giờ là cái update mà của những người mà lãnh tiền thất nghiệp là tiểu bang California sẽ bắt đầu gửi chi phiếu 600 cho những người đang xin trợ cấp thất nghiệp vào ngày Chủ nhật cuối tuần này, tháng 4 ngày 12, là ngày mai đó nha quý vị. Đây là số tiền hỗ trợ của chính phủ liên bang từ đạo luật CARE Act trị giá 2.200 tỷ Mỹ Kim đã được Quốc hội và Tổng thống Trump thông qua. Chi phiếu 600 đồng một tuần được gửi ra bên cạnh tiền trợ cấp thất nghiệp của EDD là Sở Lao động Tiểu bang California. Người Việt mình gọi năm nay là Sở Thất nghiệp đó quý vị. EDD Cali trợ cấp từ 40 đồng cho đến 450 một tuần trong 26 tuần. Nay liên bang cho thêm 13 tuần, do đó quý vị tại Cali sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp lên đến 39 tuần. Chi phiếu 600 sẽ được nhận từ tuần lễ 30 tây tháng 3 cho đến hết ngày 31 tây tháng 7. Ví dụ như là một người mà nhận được trợ cấp thất nghiệp của EDD là 340 một tuần, rồi mỗi 2 tuần họ sẽ nhận được chi phiếu tổng cộng là 680 đồng. Và bây giờ thì nhận thêm 1.200
từ cái số tiền mà bảo trợ của liên bang thì tổng cộng sẽ được là 1.880. Cái này là cái ví dụ theo phỏng đoán thôi, chứ còn về chi tiết của mỗi người thì nó sẽ khác nhau thưa quý vị. Tuy nhiên, vì số người nộp đơn tăng kỷ lục trong những ngày qua, Cali đang có khoảng 2.200.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. EDD cần ít nhất 3 tuần để cứu xét hồ sơ của từng người. Bây giờ Hồng Loan xin gửi đến quý vị cái link của những người mà muốn xin tiền thất nghiệp ở dưới đây, là của EDD của California ha quý vị ha. Nếu mà quý vị nào mà chưa xin cái tiền đó thì hãy vào đây để mà tham khảo. Và Hồng Loan nghe một người bạn nói đó, hiện tại bây giờ chúng ta cứ xin đi, rất là dễ dàng, tại vì trong cái cơn dịch này, chứ hồi trước mà xin tiền thất nghiệp thì họ phải đòi hỏi rất là nhiều chi tiết giấy tờ, nhưng mà trong cái thời điểm này thì rất là dễ, cho nên chúng ta cứ xin, nếu mà chúng ta thất nghiệp thật sự chúng ta cứ xin, thì biết đâu chúng ta cũng sẽ được, không nhiều thì ít, nó cũng đỡ trong cái thời điểm này cho mọi người nữa. Dạ, đó là qua trang Facebook của anh MC Thanh Tùng. Thì mong là chưa tất cả chúng ta sẽ nhận được tiền sớm, và những người có nộp đơn xin thất nghiệp thì cũng sẽ được chấp nhận và sẽ có được một số tiền. Chúc mọi người may mắn nha. Và bây giờ thì Hồng Loan xin chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh vui của hai vợ chồng mà ở cùng nhà nha, mà bà vợ bà cũng đòi phải giữ khoảng cách với ông chồng 6 feet ha. À, 6 feet, bà cầm cái thước này nha, đó lên ghế ngồi là cũng phải đo, lên giường kìa, lên giường hả, lên giường cũng phải đo luôn. Cuối cùng á, ông chồng đang đếm tiền, ông chồng đang đếm tiền, bà cũng lại luôn, bà không đo mà bà sáp lại, ông chồng giận quá rút cái thước ra đo 6 feet. Cái sao 6 feet. Thôi mà đâu cần lại, đi lát nữa ổng cũng gom lại ổng đưa cho bà vợ cất vô tủ à. Và đây là hình ảnh mà của những cái người mà bị sinh nhật vào tháng 4 á thưa quý vị. Hình ảnh này cũng rất là vui và dễ thương. Bây giờ cái mặt thì phải bịt khẩu trang rồi, muốn thổi đèn cầy là phải thổi bằng máy sấy tóc. Và mừng sinh nhật thì phải mừng sinh nhật bằng hệ thống online, ví dụ như là Google hay là Zoom hay là cái gì đó, tất cả mọi người cùng chúc sinh nhật mà này tốn nhiều laptop quá à. Phải có nhiều laptop iPad thì mới có nhiều bạn đến dự được. Và bây giờ thì bây giờ bên Mỹ giờ họ cũng khuyến khích là đừng nên thổi đèn cầy à. Thì khi mình thổi thì là cái nước miếng nó sẽ văng vô rồi, cái bánh và mọi trước, người ăn trước khi mà có dịch lận. Họ đã khuyến cáo như rồi, trước khi có dịch nữa. nên tốt nhất là thôi, lấy tay quạt hay là cầm cái tờ giấy quạt cho nó tắt thôi. Nhưng mà cái đó là kiểu mà, cái kiểu của mình từ xưa giờ là biết bao từ lâu rồi, không biết từ bao lâu luôn mà làm sao bỏ được. Khó bỏ quá gì ha. Cái nếu mà nhưng mà cái đó nó cũng, Hồng Loan thấy nó cũng rất là dễ thương, hay đó. Cầu nguyện xong rồi thổi bánh, nó thấy nó dễ thương. Thì bây giờ Lộc có một cái ý kiến nhỏ gì, dù như mình mua cái bánh bự đúng không, xong mình cắt miếng nhỏ để cho cái người đó cắm cái đèn cầy thổi nó thôi, thổi xong người đó tự ăn. Vậy thì ý kiến nó tốt hơn, chứ bây giờ thổi vô một cái bánh bự như vậy không biết bao nhiêu người ăn chung. nguy hiểm. Thì cũng ở trong nhà thôi mà, trong mấy người trong gia đình thôi. Và có cái hình ảnh này, một cái hình ảnh rất là dễ thương, thì cái cậu bé này cũng là sinh nhật, thì cậu bé mới đi ra ngoài trước sân ngồi đó, thì những cái xe cảnh sát họ chặn ngang, họ happy birthday. Ở cái khu vực mà ở Orange County này thì đỡ, là nhà cửa đồ khu phố nó lân cận nhau nó cũng đỡ, còn ở nhiều ở vùng xa đó, mỗi nhà cách xa nhau, Hồng Loan nghĩ vô cái mùa này chắc là buồn dữ lắm đó. Mà khi mà có được những cái hình ảnh này thì nó giúp đỡ cho mọi người rất là nhiều. Chẳng những cậu bé này thì chắc chắn là quá là vui luôn rồi. Nhưng mà cả hàng xóm nữa, hàng xóm cũng có thể ra, cũng trôi vô được, cũng cảm thấy một tí gì đó nó xả stress ha quý vị ha. Nhân dịp đó cũng là một cái ngày hội của hàng xóm luôn. Cái hình ảnh rất là dễ thương. Và còn bây giờ đây là hình ảnh của Hồng Loan, nếu mà dịch này cứ kéo dài quá. I need more wine. buồn quá, tối có uống rượu hoài riết không còn đủ rượu để uống, sau cơn dịch này thêm một cái bệnh nghiện rượu.
Nói giỡn như quý vị chơi cho vui thôi, chứ thật sự tụi Lộc ít không uống rượu nhiều, không dám uống. Ừ. Tại vì uống nó cũng gây hại mình á, nên mình giống như mình nhấp môi chơi cho vui thôi. Mỗi buổi tối coi phim rồi mình nhấp miếng cho nó vui vui thôi, chứ không có thật sự là uống mà say mềm nha quý vị. Đừng có hiểu lầm. Có cái một cái hình này cũng hai vợ chồng. Ông chồng hỏi sao ở nhà mà trang điểm chi vậy? Bà dạ mới nói sao em? Bà dạ mới nói cái phone của em á, là nó phải nhận mặt, mà em lỡ trang điểm lúc em chụp hình với cái phone rồi giờ em không trang điểm nó nhìn không ra. Giống như Loan đi tập đi chợ rồi nó cái xong cái miếng son vô. Quay cái tha son trước khi đi ra ngoài đường cũng tha son, cái tha đã nó ủa mình mang khẩu trang mà mình đâu cần tha son chi. Đây là một cái tấm hình là hai người Hiếu với là Loan đi tập thể dục này nha. Tối hôm qua đi tập rồi đó. Mà trời mưa quý vị ơi, trời mưa nhưng mà ngày hôm qua đó quý vị thấy Hồng Loan ăn một cái ly chè đó, xong rồi mưa râm râm thôi, rồi quyết định vẫn phải đi bộ, cho nên hai đứa phải mặc áo mưa. Đi bộ mà mặc áo mưa. Nhiều người ta mà nhìn thấy người ta nói chắc trời ơi, tự nhiên mùa dịch mà xuất hiện hai sinh vật lạ. Hai đứa đi mà cười quá trời luôn, mà mặc kệ người ta cũng không biết mình là ai, ta kệ cứ cắm đầu cắm cổ mà đi thôi. Hôm bữa Loan với lại Hiếu nấu chè đó, rồi xong cứ có nhiều khán giả, nhiều fan vô hỏi chị Loan bữa nào, không Loan bữa nào dạy cho nấu ăn. Bữa nào ha, bữa nào để suy nghĩ coi Hồng Loan nấu món gì ngon đó, Hồng Loan sẽ chia sẻ với quý vị. Bây giờ mình nói trước đi, cái món mà em nấu món gì ngon với anh? Em nấu nhiều món ngon lắm ạ. Em nấu gì đó, lẩu tôm càng á, lên càng chua đó. Món nó hết sảy. Cái món lẩu tôm càng đó là Học Lân học được là từ hồi lúc trước gia đình làm cái nhà hàng Maxim á, Maxim Bảo Quốc á, thì bếp nấu cái món đó ôi ngon tuyệt vời, cho nên mình cũng học lớn trước. Được dạ lúc 20 năm rồi đó. Mười mấy 20 năm trước rồi đó. Năm 98 ha. Dạ. 22 năm rồi. Wow. Học lớn được món đó. Lúc đó anh quen em được 2 năm. Năm 96 à. Ủa, còn nhớ được. Cũng còn giỏi. Nhiều người hỏi ủa anh mình quen nhau khi nào, cũng nhớ. Những câu này ngược lại ông hỏi chứ ủa em nhớ mình đi chơi lần đầu tiên nhau lúc nào không, ủa hồi nào ta không nhớ ta. Đi ngược lại. Ok rồi thôi, bữa nào mình chia sẻ món lẩu ha. Lẩu tôm, tại vì bên đây Mỹ thì tôm càng không có ngon, cho nên lúc sau này Hồng Loan nấu mà Hồng Loan mua tôm mà loại lớn hoặc là tôm càng, mà mình chỉ mua loại tôm càng không có đầu thôi, chứ có đầu nó bị đông lạnh nó không có được ngon đó, cho nên có thể mình nấu lẩu tôm hoặc là tôm sú cũng được. Đó, bữa nào chia sẻ với quý vị ha. Ok, chào tạm biệt quý vị ha, hôm khác mình sẽ gặp lại và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bye bye.